Với kinh nghiệm 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học cơ sở Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, luôn được các thầy cô giáo nể phục, học sinh yêu mến bởi cách giảng dạy sáng tạo và hiệu quả. Với kinh nghiệm cùng sự linh hoạt trong giảng dạy, những tiết học tiếng Anh của cô Huyền tạo sự háo hức trong mỗi bài giảng. Bắt đầu tiết học tiếng Anh bằng cách trò chuyện và tham gia một số trò chơi, cô Huyền mong muốn học sinh được ôn tập lại từ mới với cách học nhẹ nhàng và ít áp lực. Bên cạnh đó, việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực giảng qua PowerPoint sau mỗi tiết học đều triển khai một dự án để học sinh thuyết trình đã giúp các em thêm tự tin và bổ sung kỹ năng nghe nói, đọc viết. Trong năm học này, chúng em được tiếp cận với môn tiếng Anh bằng phương pháp giảng dạy của cô Huyền. Chúng em vô cùng thích thú. Điều mà em tâm đắc nhất trong mỗi unit đó chính là chúng em được tham gia dự án project và được thuyết trình với các bạn và thầy cô giáo về sản phẩm của nhóm. Điều đó làm cho chúng em cải thiện sự tự tin và cũng như là kỹ năng nói hơn. Không chỉ sáng tạo trong giảng dạy, cô Nguyễn Thị Huyền còn là thành viên tích cực tham gia công tác nghiệp vụ của huyện như bồi dưỡng học sinh của huyện đi giao lưu cấp tỉnh, tham gia đóng góp các sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng tại trường học, như kinh nghiệm thiết kế một số kỹ thuật dạy học tiếng Anh tích cực trên nền tảng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh thông qua dạy học tích hợp, hay sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết sinh hoạt. Đồng chí Huyền thì thực sự là một cô giáo tiêu biểu có trình độ chuyên môn vững vàng. Và trong công việc thì đồng chí rất là nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Đặc biệt trong công tác giảng dạy thì đồng chí có niềm đam mê và rất nhiệt tình, say sưa trong công tác việc tự học, tự rèn. Từ chỗ học sinh của nhà trường các em sợ và ngại học tiếng Anh thì đến nay các em đã rất ham mê và có được cô rèn luyện về kỹ năng nghe nói đọc viết. Các em đã rất là tự tin trong giao tiếp. Với lòng nhiệt huyết và có tâm với nghề, những năm qua, cô Huyền luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 và 2018-2019.